Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nhà chuyên quần bò. Rất là nhiều mẫu quần bò luôn. Ở tại xóm 6 Ninh Hiệp, chợ Ninh Hiệp ấy ạ. Đó là nhà Bống Dâu Tây. Một nhà mình đã lấy hàng cách đây 4-5 năm. Và nhà chị này rất là nhiều mẫu mã, từ hàng Quảng Châu rồi đến hàng thiết kế. Nhà diện tích tương đối rộng các bạn ạ, nên là treo được phải đến vài trăm mẫu đấy ạ. Đây các bạn ơi, các bạn thấy không? Toàn mẫu mã quần bò đẹp, và những mẫu mã mới hit hot nhất thì nhà chị này rất là nhiều luôn. Trước mặt các bạn chính là quần bò Becky. Đó, bóc Becky là form rộng các bạn nhé, nghĩa là trên hơi rộng và dưới hơi ôm. Đây là những mẫu mình đang chuẩn bị đặt hàng, mình đang chuẩn bị lấy, chị này đang bắt đầu nhặt hàng cho mình đây. Đó, mình có thể lấy lẻ size các bạn ạ. Những mẫu nào mình thiếu mình có thể bù size, còn không thì mình sẽ lấy đủ dây. Hoặc là những mẫu nào mà hot thì mình có thể lấy 2-3 dây để bù. Nhà chị này rất là đa dạng mẫu mã luôn, từ Becky rồi Bad Boy rồi quần bò Việt Nam xuất rất là nhiều luôn. Đó. Còn đây là trước mặt các bạn là quần bò ôm. Đây có cả áo bò lẫn nữa các bạn nhé. Những cái này là đều là hàng Quảng Châu cao cấp, hàng xịn luôn. Nên là các bạn lấy hàng của nhà này, chị này thì cứ yên tâm đi, bởi vì mình đã bán rồi. Tương đối là có lộc, vì mình hay trung thành một nhà duy nhất. Ví dụ như là quần bò mình lấy nhà nào thì mình sẽ hay lấy một nhà. Quần vải mình lấy nhà nào thì mình sẽ hay lấy một nhà, để sau này cái công việc mà các bạn thích đổi size hoặc là đổi lỗi hoặc là đổi màu thì các bạn có thể đổi nó cũng dễ dàng hơn so với những nhà khác. Và một điều đặc biệt nữa là nhà chị này thì rất là rộng, các bạn có thể gửi hàng ở đây. Đây bên trong này có rất là nhiều bò Becky này các bạn này. Đây ở đây có hàng tầm vừa tiền cho đến hàng đắt các bạn nhé. Có hàng trên trăm cho đến hàng hơn 200. Bạn buôn hàng tầm nào thì bạn có thể nhặt hàng tầm đó. Mẫu mã thì 99% là đẹp các bạn ạ. Trước mặt các bạn này các bạn nhìn thấy đấy. Chủ cửa hàng thì tương đối là thân thiện, dễ tính, hòa đồng. Đó. Còn trước mặt các bạn đây là một mẫu quần bò mà mình đã thiết kế cho khách. Nó là một cái quần bò ôm trơn, nhưng bạn này là tương đối cá tính nên bạn đã yêu cầu là mình thiết kế cho bạn một quần bò rách một chút để bạn mặc làm sao cho nó hợp với đúng cá tính của bạn. Nên là mình đã thiết kế cho các bạn, cho bạn ấy một cái quần bò ôm thành một quần bò rách. Đó, trước mặt các bạn là một cái quần bò rách mình đã thiết kế rất là đẹp luôn. Không khác gì một cái quần bò hàng đắt tiền 400-500 nghìn, nhưng mà thực ra cái quần bò này của mình nó chỉ có 200k thôi các bạn ạ. Chất thì ok, form dáng chuẩn, cạp cao. Đây còn tất cả những mẫu mã này là quần bò trong cửa hàng nhà mình này. Nhà mình có trên trăm mẫu quần bò tất cả các loại. Becky, boy, ôm, loe, vân vân, nôm na là như vậy. Đó nên là các bạn cứ yên tâm là khi đến nhà mình các bạn sẽ được lựa chọn nhiều mẫu quần bò lẫn như là quần vải hay là chân váy kiểu rất là nhiều. Nếu các bạn muốn qua shop mình thì các bạn có thể qua trực tiếp shop Trang Vũ tổ 4, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, đối diện cổng chợ Tiến Ninh ở trong Đại học Công nghệ Thông tin. Số điện thoại của mình là 0978649990. Đó các bạn thấy không? Đây, rất là nhiều mẫu. Đây là chỉ là riêng quần bò Becky, bò boy thôi đấy ạ, mà đã là trên hơn chục mẫu mã rồi. Mỗi mẫu mã thì mình đều đủ size các bạn nhé. Đây là mình chỉ treo những mỗi mẫu mình chỉ treo một size thôi. Đó các bạn nhìn thấy không? Rất là nhiều mẫu. Đây còn bên này là quần bò ôm này các bạn này. Quần bò ôm. Quần bò Becky cặp chun. Ok các bạn, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Hy vọng là các bạn sẽ theo dõi mình lâu dài, và nhớ cho mình những comment đóng góp ở bên dưới để mình có thể có những cái mẫu mã hàng đẹp hơn, cũng như là sẽ có cách hướng dẫn các bạn lấy hàng chuẩn hơn. Nếu bạn nào có nhu cầu liên hệ cách lấy hàng hoặc là lấy hàng ở đâu cho đẹp và rẻ thì các bạn có thể liên hệ bên mình có thể sẵn sàng hướng dẫn tư vấn cho các bạn. Nhớ là đăng ký kênh ủng hộ em Trang và ấn nút chuông bên dưới để theo dõi những video mới nhất, những mẫu mã mới nhất, cũng như là những cái cách hướng dẫn các bạn đi lấy hàng được cập nhật mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.